Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, nếu như trong hành trình 9 tháng mang thai, sự phát triển của thai nhi phụ thuộc chính vào chế độ dinh dưỡng của mẹ, thì ở thời điểm chuẩn bị mang thai, việc nên ăn gì, bổ sung dinh dưỡng như thế nào cần có cả người bố thực hành cùng. Bởi theo các nhà khoa học, chế độ dinh dưỡng khoa học của cả hai vợ chồng trước khi mang thai có vai trò quan trọng trong việc tạo nên phôi thai khỏe mạnh. Dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn khả năng thụ thai của chị em phụ nữ. Nếu không có sức khỏe tốt, chế độ dinh dưỡng phù hợp, thai nhi có thể bị suy dinh dưỡng, sinh non, thai lưu, sẩy thai. Chính vì vậy, việc lên thực đơn chuẩn bị mang thai cần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Vậy chế độ dinh dưỡng trước khi mang thai như thế nào là hợp lý để đảm bảo việc thụ thai được thuận lợi? Trước khi mang thai cần ăn những thực phẩm gì và những thực phẩm gì thì cần tránh? Cần cân bằng dinh dưỡng trước khi mang thai bao lâu là hợp lý? Và chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay với một vị khách mời quen thuộc. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào MC Huy Hoàng và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, các nghiên cứu về dinh dưỡng trước khi thụ thai chỉ ra rằng thực phẩm và chế độ dinh dưỡng tốt đặc biệt cần thiết cho sức khỏe sinh sản của cả phụ nữ lẫn nam giới. Vậy vì sao cần bổ sung dinh dưỡng cho cả vợ cả chồng trong quá trình chuẩn bị mang thai? Hãy cùng tìm hiểu qua clip ngắn chúng tôi đã chuẩn bị ngay sau đây. Theo cơ chế sinh học, trứng và tinh trùng cần khoảng thời gian là 3 tháng để phát triển hoàn thiện. Với người vợ, việc ăn uống cân bằng, đảm bảo yếu tố dinh dưỡng trước khi mang thai, giúp trứng khỏe mạnh, tăng khả năng thụ thai, cũng như có đủ các dưỡng chất thiết yếu để có nền tảng sức khỏe tốt, hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh. Bên cạnh đó, một số dưỡng chất cần bổ sung đầy đủ ngay cả trước khi mang thai đã được Bộ Y tế khuyến cáo như axit folic. Người chồng ăn uống, bổ sung đầy đủ, giúp tinh trùng khỏe mạnh. Như thế, cơ hội thụ thai lớn hơn, con cũng sẽ có nền tảng khỏe mạnh hơn. Do đó, cả vợ chồng cần thực hiện một chế độ ăn uống nghỉ ngơi điều độ, bổ sung dưỡng chất phù hợp sẽ giúp cho trứng, tinh trùng phát triển tốt, tăng khả năng thụ thai và thai nhi sau này phát triển toàn diện. Việc ăn uống lành mạnh ngay từ lúc trước khi mang thai còn giúp người vợ đỡ mệt mỏi, giảm thiểu phần nào dinh dưỡng cần bù đắp cho giai đoạn nghén 3 tháng đầu khi mà việc ăn uống gây áp lực với người vợ. Hơn nữa, đa số phụ nữ chưa biết mình có thai trong một vài tuần đầu tiên. Trong khi đó, hầu hết các cơ quan trong cơ thể được hình thành ngay trong thời gian đầu thai kỳ. Vâng, thưa quý vị khán giả, qua clip vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trước khi mang thai để giúp cho chúng ta có một thai kỳ khỏe mạnh. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đó là bác sĩ có thể chia sẻ một chút để khán giả có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ để có một cơ thể khỏe mạnh trước khi mang thai. Và nếu cơ thể chúng ta không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì sẽ dẫn đến những nguy cơ như thế nào? Vâng, vấn đề dinh dưỡng trước khi mang thai cũng đặc biệt quan trọng để nó giúp điều chỉnh cái cơ thể người mẹ khỏe mạnh. Tức là ví dụ như ở đây, ví dụ chị nào mà hơi béo chẳng hạn, hay bạn nào lại hơi gầy thì chúng ta điều chỉnh cái chế độ ăn để trở về cái tình trạng dinh dưỡng ở cái mức trung bình thì cái khả năng thụ thai cũng tốt hơn. Đặc biệt thì chúng ta biết rằng với đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng nữa cũng rất quan trọng để giúp cho cái trứng được khỏe mạnh hơn và cái tăng cái khả năng thụ thai được tốt hơn. Và chúng ta còn thấy rằng khi mà tình trạng dinh dưỡng tốt trước khi mang thai thì thậm chí còn dự phòng được một số vấn đề dị tật thai nhi mà gây ra bởi các cái thiếu vi chất dinh dưỡng, ví dụ như là thiếu axit folic chẳng rất nổi tiếng, và chúng ta phải chú ý đầy đủ trước khi mang thai. Vâng, vậy thưa bác sĩ là chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng có kiểm soát trước khi mang thai khoảng mấy tháng thì là hợp lý, và tại sao lại như vậy? Vâng, thực ra thì đúng ra thì chúng ta phải chuẩn bị cái quá trình này khoảng độ 6 tháng. Nhưng mà ít nhất thì 3 tháng trước khi mang thai thì chúng ta phải tập trung để mà điều chỉnh cái cơ thể khỏe mạnh, cái chế độ ăn nó góp phần để dự phòng được cái thiếu vi chất dinh dưỡng và tăng cái khả năng thụ thai. Thế thì những vi chất dinh dưỡng mà chúng tôi thấy nó quan trọng đối với khả năng thụ thai đấy là chế độ ăn phải đủ các cái chất béo thiết yếu như là nhóm omega 3. Thì các cái nghiên cứu người ta thấy rằng khi chế độ ăn đủ các cái chất béo thiết yếu này thì cái khả năng thụ thai sẽ tăng lên. Rồi chúng ta phải có đầy đủ axit folic, và cái axit folic này nếu đủ
thì nó giúp dự phòng cái sự phân chia cái tế bào tổ chức của thai nhi được hoàn chỉnh và giúp dự phòng cái gọi là một cái bệnh gọi là dị tật ống thần kinh thai nhi mà nó xảy ra là do bà mẹ thiếu axit folic. Và tại sao chúng ta phải chuẩn bị ít nhất là trước 3 tháng? Bởi vì phụ nữ Việt Nam nhiều khi mình không biết là khi nào mình có thai, và những cái dị tật do thiếu axit folic nó xảy ra vào ngày thứ 28 sau khi đụng thai. Thế còn lúc mà chúng ta có thai rồi chúng ta mới đi khám và mới bổ sung axit folic thì lúc đấy là muộn rồi, và khả năng nó trôi qua cái ngày 28 rồi thì lúc đấy là khả năng thai nhi dễ bị dị tật khi mà thiếu axit folic ạ. Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy rằng là việc cung cấp chất dinh dưỡng cũng như các loại thực phẩm bổ sung trong thời kỳ trước khi mang thai là vô cùng quan trọng. Và cá nhân tôi thì có suy nghĩ là bên cạnh những cái nhóm thực phẩm mà chúng ta nên bổ sung thì cũng có những cái loại thực phẩm mà chúng ta nên tránh để chuẩn bị cho quá trình mang thai của mình. Thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút tới quý vị khán giả là những loại thực phẩm nào chúng ta cần bổ sung và những loại thực phẩm nào chúng ta nên tránh ạ? Vâng, những cái thực phẩm mà cần bổ sung ấy thì trước hết là chúng ta thấy rằng một cái chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa chất bột đường, chất đạm, chất béo. Và trong đó thì chúng ta thấy rằng chất đạm thì phải cung cấp đủ các cái chất gọi là axit amin cần thiết thì rất là quan trọng. Và lúc này chúng ta phải ăn chất đạm mà có giá trị sinh học cao. Ví dụ như là chất đạm ở đây tốt là từ thịt, cá, trứng, sữa, và nó cung cấp được đầy đủ các cái axit amin. Và chất béo thiết yếu cũng rất cần thiết. Ở đây thì tổng lượng chất béo cũng chiếm khoảng 20% năng lượng khẩu phần, nhưng chúng ta chú ý các cái chất béo tốt đó là chất béo từ nguồn cá, là nhóm omega 3, hay từ các cái hạt mà gọi là chứa nhiều chất béo, ví dụ như lạc, vừng, rồi macca, óc chó, chính là những cái hạt mà chúng ta thấy rằng nó chứa nhiều các cái chất béo thiết yếu gọi là tiền tố DHA, và vào trong cơ thể nó chuyển thành thành DHA và giúp cho cái khả năng thụ thai được tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái dầu thực vật trong chế biến thức ăn. Thế còn rau xanh quả chín thì chúng ta nhớ rằng chọn các cái loại rau mà có màu sắc, tức là chúng ta thấy ăn rau quả gọi là bảy sắc cầu vồng đấy, thì những cái rau đấy nó có nhiều cái gọi là dưỡng chất thực vật, các cái vi chất dinh dưỡng như axit folic cũng nhiều ở các cái rau có màu xanh thấp hơn. Nhưng mà thực ra thì chế biến nó cũng bị mất khoảng 90% rồi. Vấn đề quả chín thì chúng ta ăn cũng ngày khoảng 2 lần. Và trong cái giai đoạn này thì tôi khuyên là mẹ cũng nên bổ sung ngay cái chế phẩm đa vi chất dinh dưỡng mà hay dùng cho bà mẹ mang thai đấy. Thì nó cung cấp đầy đủ các cái dưỡng chất, cái vi chất mà trong đó có axit folic rất là quan trọng. Thế còn những cái thực phẩm nên tránh thì tôi khuyên là ví dụ những cái thực phẩm mà rán, mà dùng đặc biệt là dùng cái dầu chiên đi chiên lại, thì trong đấy nó có nhiều các cái chất béo gọi là chất béo chuyển hóa, hay chúng ta còn gọi là trans fat ấy. Thì những cái chất béo chuyển hóa nó làm cho là tế bào cơ thể nó bị già hóa đi, trong đó có tế bào của trứng, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng thụ thai. Rồi chúng ta thấy rằng ví dụ hút thuốc lá này, rồi rượu bia thì chúng ta cũng phải bỏ. Bởi vì những cái điều này nó cũng ảnh hưởng đến cái thụ thai, cũng như là thai nhi mà gặp phải những cái chất kích thích thì phát triển nó cũng không được bình thường. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ ban đầu của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Thưa quý vị khán giả, không chỉ khi đã mang thai người phụ nữ mới cần chú trọng dinh dưỡng, mà nên có kế hoạch bổ sung dinh dưỡng, dưỡng chất cho cơ thể trước khi mang thai, tạo nền tảng tốt nhất cho quá trình thụ thai, em bé phát triển và chào đời khỏe mạnh. Ngoài việc bổ sung dinh dưỡng thì việc thăm khám tổng quát về sức khỏe sinh sản cũng rất quan trọng. Nếu có ý định mang thai, chị em có thể thực hiện 4 bước chăm sóc dinh dưỡng ngay sau đây.
dưỡng. Trước khi mang thai, phụ nữ cần chuẩn bị nền tảng sức khỏe thật tốt bằng việc tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng bệnh cũng như có chế độ vận động hợp lý. Vâng thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì có thể thấy việc cung cấp đầy đủ và cân bằng về dinh dưỡng sẽ giúp cho việc mang thai trở nên thuận lợi hơn. Và đây cũng là tiền đề để chúng ta có một thai kỳ khỏe mạnh. Vâng, xin được quay trở lại với những câu hỏi tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Vâng thưa bác sĩ ạ, việc cung cấp dinh dưỡng cho phụ nữ trước khi mang thai thì cần tuân theo những nguyên tắc như thế nào ạ? Vâng, với chị em phụ nữ mà trước khi mang thai thì chúng ta chú ý là với những chị em phụ nữ mà ví dụ như tôi nói là có thừa cân thì chúng ta phải điều chỉnh chế độ ăn, giảm năng lượng rồi tăng cường luyện tập thể dục thể thao để mà cân nặng nó rút xuống ở cái mức trung bình. Hay những chị em lại chẳng may lại bị hơi bị gầy mà chúng ta lại cũng biếng ăn thì lúc này là chúng ta lại phải tăng cái khẩu phần lên so với cái lúc mà chưa có kế hoạch mang thai để chúng ta đảm bảo cái cân nặng trở về ngưỡng trung bình. Tức là lúc này các bạn có thể tính là chỉ số BMI hay gọi là chỉ số khối cơ thể để tính là cân nặng bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương, và nếu chúng ta từ 18,5 cho đến dưới 23 thì chúng ta yên tâm là cái tình trạng dinh dưỡng ở mức trung bình. Và ở đây để mà đủ chất dinh dưỡng thì chúng tôi khuyên là chúng ta phải ăn đa dạng thực phẩm. Như chúng tôi khuyên là ăn 15-20 loại thực phẩm khác nhau, mỗi thứ một chút thôi thì cơ thể cũng đủ chất dinh dưỡng hơn. Và lúc này thì chúng ta thấy rằng là ăn đủ 8 nhóm thực phẩm là quan trọng, như ví dụ như nhóm ngũ cốc, nhóm chất đạm thì chúng ta thấy rằng đủ thịt, cá, trứng, sữa và đậu phụ và đậu đỗ, như vậy chúng ta có cả đạm động vật, đạm thực vật. Và chất béo thì chúng ta thấy rằng chất béo có thể được cung cấp từ dầu thực vật, từ các hạt có dầu. Và những cái chất béo này nó cũng giúp cho cung cấp các cái tiền tố nhóm omega 3 mà giúp tăng cái khả năng thụ thai được tốt hơn. Đương nhiên là từ nguồn cá là chúng ta đã có cái nguồn omega 3 rồi. Và đặc biệt là các cái rau có màu xanh thẫm, củ quả màu vàng, hay là chúng ta ăn các cái rau gia vị, rau thơm Việt Nam, nó rất giàu các cái dưỡng chất thực vật, nó cũng giàu các chất chống oxy hóa, làm cho tế bào của chúng ta nó được trẻ hơn. Trong đó có các cái tế bào, ví dụ như tế bào trứng, thì cũng giúp cái khả năng thụ thai được tốt hơn. Và khi chuẩn bị mang thai thì mẹ nhớ là bổ sung một viên đa vi chất dinh dưỡng ba bầu mỗi ngày, chúng ta có thể uống sau bữa ăn sáng. Như vậy là chúng ta chuẩn bị cái tình trạng dinh dưỡng, tình trạng vi chất dinh dưỡng tốt để khi thụ thai thì một là cái khả năng thụ thai được tốt và con thì dự phòng được cái dị tật ống thần kinh thai nhi cho con. Vâng, như từ đầu chương trình tới giờ thì bác sĩ Nguyễn Thị Lâm cũng rất nhiều lần lưu ý là không chỉ trong quá trình mang thai mà tiền mang thai thì phụ nữ cũng cần bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thì cũng xin được hỏi bác sĩ là ngoài những cái chất dinh dưỡng chúng ta bổ sung vào cơ thể thông qua thực phẩm ra thì chị em phụ nữ có cần hay là có nên sử dụng thêm thực phẩm chức năng hay không? Không, thực ra thì giai đoạn này chúng ta cũng nên bổ sung các thực phẩm chức năng. Ở đây cái thực phẩm chức năng nói chung thì chúng ta thấy rằng nó rất là rộng, nó rất nhiều sản phẩm, nhưng mà cụ thể với người chuẩn bị mang thai thì chúng ta chú ý là nó có các cái viên như là viên đa vi chất dinh dưỡng bà bầu, có những cái viên mà nó bao gồm cả DHA, nhưng mà có những viên ấy không có DHA thì chúng ta phải uống cái viên đa vi chất đó kèm theo một viên dầu cá, hoặc là chúng ta uống thêm viên DHA hàng ngày. Thế một số người mà tôi khuyên là trước khi chuẩn bị mang thai thì chúng ta cũng nên đi xét nghiệm máu, xét nghiệm sắt, rồi kẽm, vitamin D trong máu. Nếu mà chúng ta thiếu thì chúng ta cũng điều chỉnh, và lúc đấy thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn là một cái phác đồ điều trị để thoát khỏi cái tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, thiếu kẽm, thiếu vitamin D. Thì khi chúng ta mang thai chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn ạ. Vâng, có một thực tế là chị em phụ nữ trước khi mang thai cũng rất là ý thức cái việc là bổ sung chất dinh dưỡng thêm cho cơ thể. Tuy nhiên chị em phụ nữ lại cũng nhiều người cũng không rõ là chúng ta nên bổ sung những cái loại vitamin như thế nào. Thì bác sĩ có thể tư vấn một chút ạ. Vâng, những cái viên đa vi chất dinh dưỡng bà bầu thì rất tốt rồi. Nhưng có những chị em phụ nữ thì cũng băn khoăn là không bổ sung viên đa vi chất mà lại đi tìm kiếm các cái vitamin. Thế thì thực tế là thị trường cũng có cái viên gọi là acid folic ấy. Thì đặc biệt cái vấn đề này nó rất là quan trọng là chúng ta phải chọn những cái viên mà nó cung cấp khoảng 400
microgram axit folic mỗi ngày, và chính cái nồng độ axit folic này nó đủ theo nhu cầu khuyến nghị một ngày cho chị em phụ nữ tuổi trưởng thành, tuổi sinh đẻ, để khi mà có thai thì cái tình trạng axit folic sẵn sàng là tốt rồi. Như vậy thì giúp chúng ta dự phòng được cái dị tật ống thần kinh thai nhi ạ. Vâng, cũng xin được chia sẻ thêm tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm cũng như là quý vị khán giả là theo tìm hiểu của chúng tôi thì axit folic là một nhân tố rất là quan trọng, không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng khi mà chuẩn bị mang thai. Và theo nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới thì đã chỉ ra rằng là nếu cơ thể người mẹ thiếu hụt axit folic thì nguy cơ thai nhi khi được hình thành sẽ phải đối mặt với tình trạng dị tật bẩm sinh rất là cao. Và chính vì vậy hiện nay rất nhiều các bà mẹ khi mà chuẩn bị mang thai thì sẽ bổ sung những thực phẩm giàu axit folic. Ngoài ra thì còn bổ sung thông qua các thực phẩm chức năng nữa. Và nhiều khi vì lo lắng mình bị thiếu axit folic thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi sau này, nên một số bà mẹ cung cấp thừa axit folic. Và xin được hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Lâm là vậy chúng ta bổ sung thừa axit folic khi dự định mang thai thì có sao không thưa bác sĩ? Thực ra thì khi chúng ta chú ý là khi mà lựa chọn axit folic ấy, thì chúng ta cũng chỉ lựa chọn là cung cấp đủ nhu cầu khuyến nghị là 400 microgram axit folic một ngày thôi. Thế ngoài thực phẩm thì chúng ta chú ý là axit folic nó có trong các rau có màu xanh thẫm này, có trong gan động vật. Thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng các cái nghiên cứu cho biết là nó chế biến nó mất khoảng 90% rồi. Cho nên chúng ta bằng chế độ ăn nó không đủ mà bắt buộc chúng ta phải bổ sung cái chế phẩm axit folic hoặc là viên đa vi chất có axit folic. Thế thì nhiều chị em phụ nữ lo lắng quá là vừa uống viên đa vi chất rồi lại uống vi thêm axit folic thì nó cũng quá nhu cầu. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng cái nhu cầu khuyến nghị là 400 nhưng người ta cũng cho phép là không quá 3 lần hoặc 5 lần đến 5 lần nhu cầu khuyến nghị thì nó cũng vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Thế còn khi mà chúng ta bổ sung quá nhiều axit folic thì nó thực tế thì nó cũng gây ra cái tình trạng chúng ta có thể đau đầu, khó chịu, và axit folic thì nó cũng là vitamin nhóm B hay chúng ta còn gọi là vitamin B9 đấy. Khi thừa thì nó cũng có thể tăng thải qua đường nước tiểu, thì nó gọi là tan trong nước thì nó cũng dễ đào thải, cho nên chúng ta cũng không nên bổ sung thừa. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta cũng nên khi mà đi khám gọi là sức khỏe toàn diện đấy, trước khi dự kiến mang thai thì cũng nên có sự lời khuyên của bác sĩ rồi lựa chọn sản phẩm phù hợp để chúng ta bổ sung. Như vậy thì nó tốt hơn là chúng ta cứ tự động chúng ta bổ sung. Vâng, trong quá trình thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi thắc mắc từ quý vị khán giả, là nhiều người có chia sẻ là cái việc mà chúng ta bổ sung thêm vitamin ở trong trước khi mang thai và trong khi mang thai là rất quan trọng. Tuy nhiên có nhiều câu hỏi thì có băn khoăn về việc là bổ sung vitamin A quá nhiều trước khi mang thai thì không biết là có gây nên cái ảnh hưởng gì tới cơ thể hay không ạ? Vâng, vitamin A thì cũng là một vitamin mà tan trong chất béo, và nếu chúng ta dư thừa thì nó tích lũy ở trong cái mỡ trong gan cơ thể rất là nhiều. Thế thì vitamin A trong thức ăn thì chúng ta biết rằng nó cũng có trong thịt cá, trứng sữa, rồi các cái chế phẩm bổ sung. Ví dụ như chúng ta uống sữa bà bầu thì trong đấy thường người ta cũng fortify hay còn gọi là tăng cường vitamin A. Thì thường ví dụ bằng chế độ ăn thông thường hoặc là chúng ta uống sữa chẳng hạn thì thường là không thừa vitamin A. Hoặc các bạn uống một viên đa vi chất dinh dưỡng bà bầu thì chúng ta cũng yên tâm là không thừa vitamin A. Ví dụ mỗi ngày tối đa thì người ta thấy rằng một ngày không quá 10.000 gọi là đơn vị quốc tế vitamin A một ngày thì vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Thế còn nhu cầu khuyến nghị cho chị em phụ nữ tuổi trưởng thành, thực ra thì chúng ta cũng chỉ cần xung quanh khoảng 600 microgram vitamin A mỗi ngày thôi. Thì chúng ta chú ý là không nên bổ sung thừa. Thế chỉ có thừa khi mà chúng ta uống nhầm các cái chế phẩm. Ví dụ chúng ta đã biết rằng trên thị trường quốc tế hay ngay cả Việt Nam cũng có cái viên gọi là vitamin A liều cao đấy, mà viên 100.000 IU hoặc là viên 200.000 IU mà chúng ta dùng cho chiến dịch bổ sung cho các bé dưới 5 tuổi vào đầu tháng 6 và tháng 12. Thế thì chẳng may mà chị em phụ nữ lại gặp cái viên này, cũng có thể do quản lý mà nó sơ suất là có thể tồn đọng ở trạm y tế hoặc là cơ sở y tế nào đấy, mà hoặc là lại bán ở thị trường tự do mà chúng ta không biết, thì chúng ta dùng những cái viên này thì nó mới thừa. Và khi thừa vitamin A thì nó cũng rất nguy hiểm, là chúng ta thấy rằng nó biểu hiện lâm sàng ấy, thường là chúng ta cảm giác là
đau đầu, mất ngủ, rồi cũng người nóng bức, bứt rứt, rất là khó chịu á, và tóc cũng rụng nhiều. Và đặc biệt với phụ nữ mà lúc đấy đang ở cái nồng độ vitamin A nhiều cao thì chúng ta lại mang thai chẳng hạn, thì những cái gọi là những cái tháng đầu tiên ấy, thì với cái nồng độ vitamin A nhiều cao nó cũng có thể gây dị tật thai nhi thì cũng rất là nguy hiểm. Thì chúng ta cẩn thận khi mang chuẩn bị mang thai thì chúng ta phải có sự tư vấn của các bác sĩ chuyên ngành sản khoa hoặc là dinh dưỡng để chúng ta lựa chọn các cái chế phẩm phù hợp, chứ không chúng ta không tự mua những cái chế phẩm mà lại có chẳng may lại vào cái vitamin A nhiều cao thì rất là nguy hiểm. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị khán giả, việc bổ sung acid folic cũng như là các loại vitamin và khoáng chất cho cơ thể là một việc làm hết sức quan trọng giúp chúng ta có một cơ thể và thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc lạm dụng cũng như là bổ sung quá mức cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi. Giống như là bác sĩ vừa mới chia sẻ thì có thể gây dị tật thai nhi. Chính vì vậy, việc cung cấp thêm các chất cần thiết này cho cơ thể cũng cần có một liều lượng thích hợp thì mới có thể phát huy được tối đa công dụng của chúng. Và tốt nhất trước khi cung cấp các chất này cho cơ thể thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ dinh dưỡng cũng như là những người có chuyên môn về dinh dưỡng để cung cấp đúng và đủ. Dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quyết định phần lớn khả năng thụ thai của chị em phụ nữ. Đồng thời, trước khi mang thai, nếu cơ thể mẹ được chăm sóc đủ chất, đứa trẻ sẽ có môi trường sống tốt, nguy cơ mắc bệnh trong thời gian nằm trong bụng mẹ cũng giảm đi đáng kể. Chính vì vậy, việc lên thực đơn chuẩn bị mang thai cần được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Khi mà lên kế hoạch chuẩn bị dinh dưỡng trước khi mang thai, hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng và sản phụ khoa khuyến cáo rằng trong khẩu phần ăn mỗi ngày của mọi người thì nhất thiết phải có những thực phẩm điển hình như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, các loại đậu. Các nhà khoa học của Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ cho biết phụ nữ có chế độ ăn nhiều protein thực vật như dầu đậu nành, đậu tương ít gặp khó khăn trong việc thụ thai hơn. Ngoài đậu nành, còn rất nhiều loại cây thuộc họ đậu khác có thể sử dụng để gia tăng khả năng có con theo ý muốn như đậu lăng, đậu tương non, đậu phụ và các loại hạt chứa protein thực vật tương tự. Rau lá xanh đậm. Các loại rau có màu xanh đậm như cải bó xôi, bông cải xanh, mồng tơi, cải xoăn giúp tăng cường khả năng rụng trứng ở phụ nữ và tăng chất lượng tinh trùng cho đàn ông, giúp dễ thụ thai hơn. Các loại hạt. Một số loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt sẻ, hạt điều rất tốt cho cơ thể. Các chất béo có trong các loại hạt này là những loại chất béo được tạo thành từ chất béo no bão hòa đơn, cần thiết trong việc điều hòa insulin và làm tăng khả năng thụ thai. Ngoài ra, chúng cũng rất giàu vitamin E. Cá hồi. Các loại cá nước lạnh chứa rất nhiều axit béo omega 3 giúp điều chỉnh hormone sinh sản và tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh sản. Những thực phẩm giàu kẽm. Các động vật biển như hàu, sò được cho là thực phẩm giúp củng cố sức mạnh tinh binh nhờ khả năng cung cấp kẽm rất dồi dào, đồng thời góp phần làm trứng của phụ nữ phát triển tốt hơn. Bạn có thể bổ sung một số loại thực phẩm giàu kẽm khác như thịt bò, thịt gà, các loại đậu, lòng đỏ trứng, củ cải, trái ổi. Trái cây. Trái cây là vua của các loại thực phẩm trong danh sách những món ăn giúp tăng khả năng thụ thai. Lượng chất béo không bão hòa trong trái cây có thể giúp cải thiện sức khỏe sinh sản. Những phụ nữ ăn nhiều trái cây sẽ tăng khả năng thụ thai gấp 3 lần so với những phụ nữ ít ăn. Sữa. Những nghiên cứu gần đây cho thấy sữa nguyên kem là một loại thực phẩm tốt cho quá trình thụ thai. Sữa là nguồn cung cấp canxi, phốt pho và vitamin D. Đây còn là những chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển xương của thai nhi sau này. Vâng, xin được quay trở lại với những câu hỏi gửi tới bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Vâng, thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta đã nói nhiều về việc bổ sung dinh dưỡng trước thai kỳ. Tuy nhiên, phần nhiều là nói về dinh dưỡng cho các bà mẹ. Vậy còn các ông bố thì sao? Chúng tôi thì cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào và những thực phẩm nào thì nên ăn nhiều để giúp cho quá trình thụ thai được thuận lợi và nên hạn chế ăn uống những cái đồ ăn uống như thế nào? Vâng, với nam giới thì tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng khi mà để chuẩn bị sinh ra một cái đứa con khỏe mạnh thì bản thân ông bố cũng phải điều chỉnh cái chế độ ăn và lối sống. Ví dụ đặc biệt là ai có thói quen mà chúng ta dùng hút thuốc lá chẳng hạn, rồi rượu bia thì chúng ta bỏ đi. Bởi vì cái điều này mà khi thụ thai thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng tinh trùng và cái khả năng thụ thai nó cũng giảm đi.
Thế còn ông bố cũng cần chuẩn bị một cái tình trạng dinh dưỡng tốt. Ở đây là chúng ta cũng chuẩn bị cái sức khỏe tốt và những cái thực phẩm mà tăng cái khả năng thụ thai cho ông bố. Thì chúng ta biết rằng những cái thức ăn biển, ví dụ như con ngao, con sò và cua, tôm từ biển chẳng hạn, mực vậy, thì nó rất là giàu, gọi là giàu kẽm. Và kẽm là một cái thực phẩm mà, và kẽm là một cái vi chất mà có sẵn trong thức ăn biển mà chúng ta ăn thường xuyên, thì tổng cái lượng kẽm trong khẩu phần nó tăng lên. Và khi kẽm tăng thì người ta thấy rằng tăng cái khả năng thụ thai, tăng gọi là tăng cái sản xuất tinh trùng, và cái chất lượng cái con tinh trùng nó cũng được tốt hơn và cái khả năng thụ thai nó cũng tốt hơn. Thế thì bên cạnh chế độ ăn thì ông bố cũng có thể tìm kiếm là uống thêm, có thể là uống thêm viên kẽm, bởi vì có thể là không ai có điều kiện ăn thức ăn biển thì chúng ta bổ sung cái chế phẩm kẽm này, rồi một viên dầu cá hoặc viên DHA mỗi ngày thì nó cũng tăng cái khả năng thụ thai lên. Và hoặc là tao không uống viên kẽm thì ít nhất tao uống viên đa vi chất dinh dưỡng cho nam giới, trong đấy cũng có đủ nhu cầu kẽm một ngày. Vâng, đối với những người mà mang tình trạng là thừa cân béo phì thì ở cả nam lẫn nữ thì theo bác sĩ là chúng ta cần phải lưu ý gì về dinh dưỡng? Thì thực tế thì cũng có rất là nhiều những cái quan điểm, ví dụ như là ông này béo quá hay là bà kia mập quá thì khó mang thai, thì không biết là cái quan điểm này có đúng hay không ạ? Vâng, điều này cũng rất là đúng, bởi vì các cái nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì người ta thấy rằng những người mà gọi là thừa cân béo phì, tức là thừa cân thì nó có thể giai đoạn còn sớm thì nó chưa ảnh hưởng nhiều, nhưng đặc biệt những người béo phì mà khi chúng ta tính cái chỉ số BMI á, bằng cân nặng trên chiều cao bình phương mà thường nó từ 30 trở lên á, thì những người này là người ta thấy rằng đối với nữ giới thì nhiều khi cái kinh nguyệt nó cũng không đều, rồi cái khả năng thụ thai nó cũng kém, tức là cái trứng nó cũng không được phát triển tốt bình thường. Đối với nam giới mà thừa cân béo phì thì người ta thấy rằng cũng ảnh hưởng đến cái khả năng thụ thai. Cho nên với chị em phụ nữ hay là nam giới mà thừa cân béo phì thì chúng ta cũng nên kiểm soát chế độ ăn và điều chỉnh cái khẩu phần, gọi là giảm bớt năng lượng đi, đặc biệt những cái năng lượng dư thừa từ ví dụ những cái món rán, những tinh bột rán, bánh rán, rồi ngay cả khẩu phần ăn dư thừa chúng ta ăn nhiều thịt quá, trong đấy đặc biệt là những cái thịt mỡ nó cũng làm tăng cái năng lượng khẩu phần lên. Và vấn đề tăng cường tập luyện thể dục thể thao thì nó cũng giúp cho kiểm soát cân nặng và tăng cái khả năng thụ thai được tốt hơn ạ. Vâng, thưa bác sĩ, là đối với những người mà có bệnh nền như là bệnh tiểu đường thì thực đơn hàng ăn uống hàng ngày của họ thì phải tuân thủ rất là nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ, và nhiều khi là cũng rất là khó để chúng ta có thể bổ sung thêm những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vậy khi mà họ mong muốn có con thì thực đơn hàng ngày của họ sẽ nên áp dụng như thế nào? Vâng, với những chị em phụ nữ mà chẳng may gọi là bị tiểu đường hay là đường máu cao thôi, chưa đến giai đoạn tiểu đường, thì chúng ta cũng phải áp dụng chế độ ăn giống như là người bị tiểu đường. Bởi vì khi tiểu đường thì cái khả năng thụ thai cũng giảm và cái chất lượng của cái phôi thai nó cũng không được khỏe mạnh. Và chúng ta nếu bị thì chị em phụ nữ mà bị tiểu đường khi mang thai thì cái khả năng sẩy thai rồi thai chết níu hay là thai sinh non tháng thì nó cũng gia tăng cái nguy cơ. Thế thì khi mà chuẩn bị mang thai chẳng may mà bị tiểu đường hoặc đường máu cao thì chúng ta phải áp dụng chế độ ăn gọi là giống như là người bị tiểu đường, tức là chúng ta ví dụ các bạn lúc đấy không ăn gạo trắng mà chuyển sang ăn gạo lứt này, mà ăn bánh mì đen. Thế còn chế độ ăn thì chúng ta cũng phải ăn nhiều rau, một ngày chúng ta phải ăn 400-500 gram rau xanh. Chính gạo lứt và rau xanh nó giúp bình ổn đường máu và cái đường máu nó không bị lên cao sau ăn. Rồi chúng ta cũng phải chia đều cái khẩu phần trong ngày, ăn không những là 3 bữa chính, ngoài ra thì 2 bữa phụ. 2 bữa phụ ở đây thì các bạn có thể ăn bắp ngô, mấy củ lạc luộc, hoặc là các bạn uống sữa chuyên biệt cho bệnh nhân tiểu đường. Như vậy thì cái đường máu nó không lên cao thì nó cũng giúp kiểm soát được cái nồng độ glucose trong máu và tăng cái khả năng thụ thai được tốt hơn. Và khi thụ thai thì thai nhi cũng khỏe mạnh hơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Lâm. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Dinh dưỡng đúng và đủ ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng sau 30 phút của chương trình thì quý vị và khán giả đã có thêm nhiều thông tin hữu ích để bổ sung dinh dưỡng đúng cho người chuẩn bị mang thai. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.